hai tay hai con. Đây một con này. Bé hòn gạch lên tươi nóng ấy nè, cho lốt lấy vào để hòn gạch lên à. Thấy chị nhau hết rồi đúng như vậy. Úp 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 ếch ếch úp úp cái gì phát đâu nhỉ. Này cứ ngồi đây làm mấy ghế đi ngồi ăn thì cũng ngon. Đây thì phát đây anh ơi, lấy ăn xong rồi làm gì được đâu. Cần gì phát đâu phát, mẹ đặt nên phát đi chưa bỏ đi bỏ đen đặt thế nào cho phải sát cho hai gạch vào thế ui không chờ đi được mà anh quá chờ cần nhéo mà còn chỉ chín không à chín nhéo không đấy mà đặt thêm một tí nữa chồng đặt làm sao được em lấy rồi bỏ đấy bỏ ấy chứ chưa bỏ đấy bỏ chưa đấy không không đếm được cái này được hai tô tôm hai tôm đủ một lần chơi dùng vô bơi cái chỗ được nữa cho nó rồng đá ông tham thế nhờ hai con của em thì không gác được của tao ra đây thì nhà cháy mất. Ba con để đó, đó. Đó. Cứ để tất vào, thả con đấy luôn vào. Thế dính sao? Ôi chôn chín rồi đấy. Bỏ bớt chế vào đây đi. Được đang chém đóng khe mày không được nữa. Đến đây, trốn đến đây, người đã trốn đến đây. Đó, không ra nó đỡ khói, cứ cánh cánh nhé, cánh. Còn hạt nó ra. Bỏ tôm vô. Đặt tôm vô nữa cho nó long trọng nào, thêm phần long trọng nào. Để đây này, trưa này kêu gì? Chật như thế. Bỏ đây vào đây. Thiếu chỗ nướng rồi đấy. Cốt chảy cốt thế. Lào Trung Quốc. Lào Trung Quốc nhìn nó đẹp hơn. Mà nhìn hôm qua với hai thằng ra nhìn trắng đẹp. Không đen là Lào đen. Nghe nghiêng này. Mẹ muốn nguồn gì thì chi mà không ấy được. Cười cớ lớn nhỉ. Cười cớ lớn.